Xin chào các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu với các bạn lý thuyết quản lý vĩ đại dành cho các nhà quản lý, đó là thuyết ngụy biện của McNamara. Lý thuyết này sẽ nhắc nhở bạn về vai trò thiết yếu của các thông tin không thể đo lường trong việc quản trị một tổ chức. Tác giả là Robert McNamara, một nhà chính trị, chủ tịch tập đoàn Ford Motor Corp, chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, với phát minh phòng tuyến quân sự mang tên hàng rào điện tử McNamara, tại vùng biên quân sự giữa hai chính phủ đối lập trong chiến tranh Việt Nam. Tác giả đã xác định thành 4 nhóm để đo lường như sau: một là đo lường thứ có thể dễ dàng đo lường, hai là coi nhẹ hoặc định lượng tồi những thứ khó đo lường, ba là giả định rằng những gì không thể đo lường là không quan trọng, bốn là giả định rằng những gì không thể đo lường là không tồn tại. Để có thể áp dụng thuyết này vào trong môi trường làm việc thì bạn cần làm là: đầu tiên là sự thay đổi. Từ khi khoa học quản trị ra đời, các tổ chức thường dựa vào thông tin định lượng để ra quyết định, tin rằng chúng chính xác hơn dữ liệu không định lượng. Tiếp theo là xem xét. Khi sử dụng thống kê, luôn xem xét cách thu thập dữ liệu và các giả định khi phân tích. Cuối cùng là dữ liệu phi định lượng, cân nhắc dữ liệu phi định lượng như thiện chí khách hàng, thanh danh, ý chí và sự trung thành của nhân viên, chuyên môn, sự hiệp lực và giá trị của các mối quan hệ cá nhân bên trong và bên ngoài tổ chức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để xem chi tiết nội dung, hãy quét mã QR hoặc click vào link dưới phần bình luận. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy nhấn thích, đăng ký kênh và chia sẻ nhé!